Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở góc chia sẻ hôm nay, thợ xe chúng tôi sẽ chia sẻ về cách chăm sóc, bảo dưỡng, vệ sinh về động cơ cho xe. Vì chúng tôi đi mua xe về có rất nhiều chiếc xe mà chủ xe không chăm sóc, bảo dưỡng bao giờ. Để những cái khoang động cơ, khoang máy này đấy, nó bẩn, chuột bọ nó vào rồi thì nó làm tổ tha rác về rất là nhiều trong cái khoang động cơ này. Rất là bẩn, mất vệ sinh. Và cái điều này nó làm rất là hại cho động cơ của quý vị và các bạn. Nếu động cơ của quý vị và các bạn được vệ sinh sạch sẽ thì là nó sẽ thoát nhiệt tốt hơn, máy móc làm việc tốt hơn. Còn nếu nó bẩn thì tất nhiên nó sẽ ngược lại, là nó sẽ thoát nhiệt chậm hơn và nó sẽ làm cho máy móc của bạn hư hại, nhanh hỏng nhiều hơn. Máy móc lúc nào cũng sạch sẽ thì là nó sẽ bền hơn. Các cụ đã bảo rồi là của bền là tại người. Nhưng ai biết chăm sóc, bảo dưỡng tốt thì chiếc xe của mình nó sẽ bền, nó sẽ tốt ạ. Và cái việc vệ sinh chăm sóc như thế này thì không phải ai cũng biết đâu ạ. Chúng tôi đem về là chúng tôi sẽ đem đi, những chiếc nó bẩn quá là chúng tôi phải đem đi vệ sinh bảo dưỡng. Quý vị các bạn cùng xem trên màn hình đây ạ. Chúng tôi đang quay lại toàn bộ quá trình vệ sinh bảo dưỡng của chiếc xe, cái động cơ của chiếc xe đây ạ. Đây là chúng tôi đang dọn vệ sinh theo công nghệ là dọn bằng khí CO2 của Cộng hòa Liên bang Đức đây ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đã dọn rồi thì quý vị và các bạn cũng đã biết ạ. Đây là công nghệ hoàn toàn mới, gọi là mới thôi nhưng mà cũng đã được sử dụng cách đây hàng chục năm rồi. Đó là dọn bằng khí CO2, công nghệ đá khô đấy ạ. Nó không sử dụng bằng nước để xịt vào trong khoang động cơ này, mà nó hoàn toàn là sử dụng bằng khí CO2 xịt vào. Nó ở một cái dạng mà khí cho nên là nó không có hề hại gì cho động cơ, mà nó chỉ làm sạch động cơ mà không cần dùng đến nước ạ. Hiện nay trên Hà Nội thì có rất nhiều các điểm dọn rửa như thế này ạ. Chắc là nhiều quý vị và các bạn cũng đã dọn rồi ạ. Nhất là đối với dòng xe Đức thì bắt buộc phải dọn bằng cái hình thức này. Chứ nếu như nước vào là sẽ không ổn cho động cơ ạ. Tất cả những chiếc xe về, chúng tôi mua về mà những chiếc mà nào mà gặp chủ xe mà bảo dưỡng nhiều, tốt hoặc là đi ít, giữ gìn sạch sẽ thì nó không bẩn. Thì chúng tôi không cần phải làm cái việc này. Chúng tôi tiết kiệm được cái việc này. Nhưng những chiếc xe mà nó bẩn quá thì chúng tôi bắt buộc phải làm bằng những cái việc vệ sinh CO2 như thế này ạ. Đây là toàn bộ quá trình mà chúng tôi đang dọn chiếc động cơ cho chiếc xe này đây. Quý vị và các bạn cùng xem, tôi sẽ quay thật chi tiết vào đây cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Công nghệ dọn đá khô CO2 đấy ạ. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu là mua bán xe ô tô thì có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc là quý vị và các bạn đang có xe ô tô đi mà chưa biết chăm sóc bảo dưỡng nào thì có thể liên hệ với chúng tôi sẽ chỉ cho những cái địa điểm mà dọn tốt nhất trên Hà Nội này ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi chia sẻ lên trên kênh ô tô 360 này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
Thank you.